Xin chào mọi người đã đến với kênh Hải Dân Stock. Thì mọi người đừng quên ấn like và subscribe kênh để có thể ra được nhiều video tốt hơn để mọi người có thể nắm bắt và tham khảo. Thì hôm nay VN-Index chúng ta tiếp tục duy trì đà tăng và đóng cửa gần như là cao nhất phiên. Cụ thể hôm nay VN-Index tăng 11,87 điểm so với phiên trước và đóng cửa mức 1274,20 điểm. Giá trị giao dịch ở mức trung bình 15.508,55 tỷ và đang có yếu tố phân hóa dòng tiền khá rõ rệt. Hầu hết những nhóm ngành tăng điểm chính trong phiên hôm nay chủ yếu đến từ dòng ngân hàng, hàng tiêu dùng và một vài mã cổ phiếu của dòng bán lẻ. Còn những nhóm ngành giảm điểm và cân bằng trở lại đến từ dòng chứng khoán, bất động sản và một vài mã cổ phiếu dòng thép. Thì nhìn chung đoạn này, thị trường chúng ta mặc dù đang đi lên nhưng nó cũng sắp gặp lại những cái vùng kháng cự đỉnh trước là những vùng cung treo, đang có nhà đầu tư đang kẹp hàng bán ra và nhà đầu tư đang có lại muốn bán ra ở những vùng kháng cự. Thì hai nguồn cung đó tạo ra những cái áp lực điều chỉnh cho thị trường trong thời gian sắp tới. Nên đoạn này nhà đầu tư mình cần quản trị rủi ro sao cho thật tốt. Tại vì anh chị biết rằng ấy, thị trường nó lên bằng thang bộ đúng không ạ, nhưng nó xuống bằng thang máy. Và anh chị thấy này, thị trường nó lên thì lên nó khoảng là 3-4 tuần thì nó chỉ cần giảm 2 phiên. Thì những nhà đầu tư nào mà quản trị vốn không tốt này, hoặc là chúng ta thu hẹp danh mục lại không kịp, hoặc phản ứng thị trường không kịp thì chị thấy này nó chỉ đi 2 phiên thôi, thì những cái thành quả phía trước nhà đầu tư mình đều bị mất hết. Nên đoạn này chúng ta cũng cần phải quản trị rủi ro bằng cách hạ tỷ trọng margin và cũng như thu hẹp danh mục lại để cho chúng ta dễ dàng phản ứng với thị trường trong thời gian sắp tới. Còn đoạn này chúng ta cũng sẽ tập trung vào cổ phiếu nhiều hơn, tại vì thị trường cũng sẽ phân hóa khá là nhiều và chúng ta mua là mua cổ phiếu, không phải mua vào index. Và những ngưỡng kháng cự quan trọng trong thời gian sắp tới là 1280 đến những vùng 1292 điểm là những vùng kháng cự khả năng nó sẽ có những cái sự rung lắc xảy ra. Thì bây giờ em sẽ phân tích vào những cái nhóm ngành, đó là về dòng ngân hàng đi. Dòng ngân hàng thì những cái phiên vừa rồi em cũng phân tích với nhà đầu tư mình khá là nhiều, cũng chia sẻ cho nhà đầu tư mình những cơ hội đầu tư. Ví dụ như con BID này, những cái điểm mua tại những phiên test cung thì hôm nay cũng đã bùng nổ, thì xin chúc mừng nhà đầu tư nào mình mua được ở những cái phiên test cung này. Thì khi chúng ta tham gia một mã cổ phiếu ấy, thì chúng ta phải biết vì sao chúng ta mua và vì sao chúng ta bán, chứ không phải là chúng ta thấy cái tin tức này nó ra rồi chúng ta mua. Ví dụ như con HBG đi, anh chị mua theo tin tức đi. Đây giai đoạn mà những cái lúc ấy mà dòng thép nó đặt đỉnh thì nó ra những tin tức tốt về dòng thép khá là nhiều này, đúng không ạ? Nguồn cung thép bị thiếu này, rồi cái lợi nhuận của HBG ngàn tỷ, nhưng mà khi vừa ra tin sao nó lại điều chỉnh. Anh chị nhìn qua dòng phân bón cũng tương tự như vậy. Thì giai đoạn phía trước chị thấy này ra tin tức của dòng phân bón khá là tốt và sau đó cũng tiếp tục điều chỉnh. Anh chị nhìn qua những cái dòng như là con AGG đi. Đây giai đoạn này con AGG nó ra báo cáo kinh doanh của nó là quý 2, lợi nhuận đột biến đâu khoảng là 872%, nhưng mà khi nó vừa ra tin thì nó lại điều chỉnh. Tại vì thực chất ấy là thị trường chứng khoán nó luôn đi trước những tin tức từ 3 đến 6 tháng và nó đã phản ánh vào giá của nó rồi. Nên khi nó ra tin tức là những lúc chúng ta nên bán ra những cổ phiếu, không phải là những lúc chúng ta mua vào. Và chúng ta nhìn vào cung cầu cổ phiếu, chúng ta chọn những điểm mua sao cho hợp lý. Thì đoạn này anh chị thấy này, mã cổ phiếu BD nó đã có trend xu thế chưa? Thì ở đây nó đã có trend xu thế rồi. Đáy sau cao đáy trước thể hiện cho xuống tăng. Rồi chúng ta phải nhìn vào dòng tiền xem có dòng tiền chưa, thì đây cũng đã có dòng tiền vào này. Thì anh chị thấy những dòng tiền là những cái gì ạ? Là những cái dấu chân của tổ chức họ đổ tiền vào trong đây để họ có thể là đỡ giá cổ phiếu. Tại vì anh chị biết rằng ấy, những cái tổ chức ấy họ sẽ không bao giờ giấu được dấu chân của họ thông qua những thanh khối lượng. Em ví dụ như một cái tổ chức họ muốn đẩy giá lên đi thì phải họ đổ tiền vào để họ đánh lên để cho mã phiếu này nó bùng nổ rồi tên ra tin tức tốt để đẩy giá cổ phiếu lên hay không, đúng không ạ? Hay là mã cổ phiếu như con SHB này cũng tương tự như vậy. Tự nhiên nó đang trong những biên độ đi ngang, nhưng mà ở đây dòng tiền của tổ chức không vào thì làm sao nó đánh lên được, đúng không ạ? Phải có một dòng tiền lớn vào này thúc đẩy cho những cái tin tức tốt ra, dòng tiền đổ vào thì lúc đó nhà đầu tư FOMO mới đẩy giá cổ phiếu lên được. Nên chị thấy là những cái thanh nổ volume chứng tỏ cho những cái dòng tiền tổ chức họ đã vào, và khi có những dòng tiền tổ chức họ vào thì sẵn sàng bảo kê cho cái giá cổ phiếu đó thì nó sẽ rất khó để điều chỉnh, đúng không ạ? Nên đối với những mã phiếu có dòng tiền vào rồi chúng ta cứ nắm giữ. Đoạn này chị thấy là dòng tiền nó vẫn tiếp tục vào và nó giữ được những biên độ sideways khá là tốt. Và sau khi nó sideways xong, nó bắt đầu nó có những cái tín hiệu về cung cầu là những phiên gì ạ? Là những phiên no supply bar, là phiên giảm điểm và đóng cửa gần như thấp nhất phiên, biên độ dao động hẹp và nó nằm thường là cuối vùng tích lũy, đúng không ạ? Thì ở đây là phiên no supply bar này và đây nó cũng thêm một phiên no supply bar chứng tỏ nguồn cung đã hết. Và khi hai nguồn cung xuất hiện mà nó đã hấp thụ hết thì bắt đầu có một phiên gọi là test cung 3, là những phiên tổ chức họ kiểm nghiệm lại lượng cung hàng quanh những cái vùng hỗ trợ trước xem còn hay không. Ví dụ như ở đây nếu mà một tổ chức thì chị kiểm tra làm như thế nào? Ví dụ như ở đây muốn kiểm tra vùng này thì đầu phiên sáng đạp giá xuống xem còn ai lo lắng sợ hãi bán ra không. Nếu không còn ai lo lắng sợ hãi bán ra nữa thì sao? Bắt đầu tôi là tổ chức tôi sẽ bắt đầu tôi kéo lên cho tôi muốn mua giá cao hơn, và kiểm nghiệm thành công thì bắt đầu dòng tiền đổ vào để có thể là đánh lên kéo cho nhà đầu tư FOMO vào ở giai đoạn phía sau. Thì nhìn chung mã phiếu này trend xu thế đã bắt đầu bước vào trend xu thế tăng thì chúng ta có thể nắm giữ thêm. Còn bây giờ điểm mua mới của nó thực chất đã qua thì chúng ta cứ nắm giữ, chúng ta cũng sẽ không mua đuổi đối với mã cổ phiếu làm gì. Và anh chị thấy này, những cái điểm mua tốt là những điểm mua ở đây, hoặc là những điểm mua ở đây em đã khuyến nghị trong video hôm trước rồi đúng không ạ? Thì còn bây giờ thì chúng ta cứ nắm giữ canh chốt lại dần, tại vì cái vùng kháng cự của nó cũng sắp tới. Tiếp tục là mã phiếu CTG này. CTG nhìn chung ở đây là mẫu hình gì ạ? Đây là mẫu hình này, vai này, đầu này, vai ngược đúng không ạ? Dòng tiền vào đánh lên này, sau đó bắt đầu cân bằng trở lại này, yếu tố rũ bỏ và xuất hiện những yếu tố cạn cung ở giai đoạn phía sau. Anh chị thấy rũ bỏ cạn cung và nó có một phiên no supply 3 này, hai phiên no supply 3 và một phiên test cung 3. Thì hôm nay nó break lên là việc hết sức bình thường. Thì những điểm mua mà em chia sẻ với người nhà đầu tư là những cái điểm mua ở đây. Thì nhà đầu tư mua được điểm này thì cứ nắm giữ. Còn điểm mua mới thì đánh giá sẽ phù hợp với việc chốt lại nhiều hơn, chứ chưa có điểm mua mới. Và kỳ vọng đối mã cổ phiếu như con CTG này nó sẽ tiến vào vùng giá đó khoảng là 31 và 32. Và anh chị thấy tại vì sao ấy, những mẫu hình nó luôn luôn lặp đi lặp lại trong thị trường chứng khoán này. Tại vì anh chị biết rằng ấy, trong thị trường ấy thì tâm lý nhà đầu tư không bao giờ thay đổi thời gian, nên chị thấy quá khứ xuất hiện rồi này đúng không ạ? Đây mẫu hình này vai đầu vai, thì trong tương lai nó cũng sẽ xuất hiện mẫu hình vai đầu vai đúng không ạ? Nên ta có thể là dựa vào những mẫu hình để chúng ta chọn những điểm mua sao cho hợp lý. Ví dụ ở đây vai đầu vai, break lên thì ở đây cũng là vai đầu vai rồi break lên đúng không ạ? Nó liên tục nó xuất hiện tương tự như vậy. Nên chúng ta bây giờ chưa có điểm mua đối với CTG, có thì cứ nắm giữ thêm đối với CTG thôi. Còn những cái mã cổ phiếu như ACB thì cân bằng khá tốt này, nhưng nó gặp lại những vùng gọi là cung hàng phía trước này, là những vùng có nhà đầu tư đang kẹp hàng bán ra này. Thì nhà đầu tư vùng này đang kẹp hàng thì họ chỉ canh hòa vốn để họ bán ra, còn nhà đầu tư họ đang có lãi vùng này này thì giai đoạn này này họ cũng sẽ canh bán ngay vùng kháng cự, và khi hai vùng cung nó bán ra thì sẽ cần sideways thêm. Đoạn này nó cũng xuất hiện hai phiên sách A3, nếu volume lớn như này thì chúng ta có thì chúng ta cứ nắm giữ thêm, hoặc là canh những nhịp hồi để chúng ta hạ ra bớt. Còn bây giờ điểm mua mới đấy mà cổ phiếu ACB thì chưa có, nhìn chung trên xu thế vẫn giữ được. Tiếp tục là mã cổ phiếu như là con HDBank. HDBank hôm nay cũng tăng khá quyết liệt, và khi nó tăng nó gặp lại kháng cự thì nhìn chung ở đây là điểm chúng ta chốt lại dần, còn điểm mua mới thì chưa có. Trên xu thế của nó là trên xu thế tăng. Mẫu hình có hay không? Đây là mẫu hình gọi là hai đáy này, đây đáy thứ nhất này và đây là đáy số 2 này. Và khi nó tạo ra mẫu hình hai đáy thì đâu là điểm mua chuẩn, thì đây là điểm mua chuẩn của nó này, phiên test cung này. Khi mua được điểm này chúng ta cứ canh chốt lại dần theo chiều tăng. Còn bây giờ điểm mua mới thì đã qua đối với HDBank. Tiếp tục là mã cổ phiếu như là con MBBank đi. MBBank thì trên xu thế tăng, nhưng hiện tại nó gặp lại vùng gấp trước là vùng đang có nguồn cung khá là lớn này, nên đoạn này chúng ta phải cần quan sát và canh chốt lại bớt. Còn điểm mua mới thực chất đối mã cổ phiếu MBBank thì chưa có, và chúng ta sẽ chốt lại quanh vùng nào. Tại vì ở đây nếu mà chúng ta muốn bán ấy, thì chúng ta sẽ có nhiều cách bán khác nhau. Ví dụ như chúng ta đến sóng hồi chúng ta sẽ bán ở đâu? Ví dụ ở đây là đỉnh trước thì chị thấy này, tại vì sao đến những vùng đỉnh trước nó lại điều chỉnh đúng không ạ? Tại vì khi nó đến vùng đỉnh trước thì nguồn cung ở trên đây này bán ra do nhà đầu tư kẹp hàng này, do nhà đầu tư đang có lại bán ra thì mang những trạng thái điều chỉnh trở lại, nên chị thấy này lên kháng cự thì chúng ta bán ra, nhưng mà khi nó về hỗ trợ thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta mua vào. Giống như đoạn này này, nó bắt đầu nó về hỗ trợ nó lại bật tăng, nhưng mà khi nó đến kháng cự nó lại điều chỉnh, nên chúng ta phải xác nhận được đâu là kháng cự chúng ta bán ra cổ phiếu của mình. Chúng ta cũng không có kỳ vọng quá nhiều đối với mã cổ phiếu đó, nên chị lưu ý đối với mã phiếu này nó đang gặp lại kháng cự thì cứ canh hạ dần theo chiều tăng của nó. OCB thì hôm nay nó vẫn tiếp tục gọi là duy trì cái đà tăng đó mà, mẫu hình cũng nền tảng trên nền tảng thì chúng ta vẫn có thể là nắm giữ được. Nhưng mà khi nó tăng nó gặp lại kháng cự thì bây giờ chưa điểm mua mới, chủ yếu chúng ta có hàng thì chúng ta cứ canh chốt lại bớt, rồi sau đó chờ đợi những trạng thái cân bằng hoặc là điều chỉnh chúng ta sẽ tham gia lại sau. Còn bây giờ chưa điểm mua đối với OCB. Tiếp tục là mã cổ phiếu như là con VBank đi. VBank thì hôm nay nó cũng bắt đầu nó tạo ra những cái mẫu hình khá là đẹp đúng không ạ? Đây là mẫu hình này một đáy và hai đáy của nó, còn nó gặp lại kháng cự khá là lớn như này thì đánh giá nó sẽ cần sideways ít nhất khoảng là 4-5 phiên nữa chúng ta sẽ có điểm mua. Còn bây giờ điểm mua mới đấy mã cổ phiếu VBank cũng chưa có luôn. Còn những cái mã cổ phiếu như là con SHB thì hôm nay cũng tím này, thì ở đây cũng đã có dòng tiền của tổ chức họ vào họ đánh lên. Mẫu hình đây cũng là mẫu hình này một đáy này và đây cũng là đáy số 2, rũ bỏ càng cung. Thì ở đây là cái dòng tiền của tổ chức họ đánh lên thì nhà đầu tư mình cứ nắm giữ thêm. Còn bây giờ điểm mua mới thì gặp kháng cự thì khả năng nó sẽ có những trạng thái nó cân bằng hoặc điều chỉnh để back test lại những vùng gọi là hỗ trợ trước của nó là quanh giá 15.5 ấy, rồi sau đó bắt đầu tạo ra cung hướng lên chúng ta sẽ tham gia. Giống như đoạn nào, ví dụ như đoạn này đi, đây anh chị thấy từ những vùng đáy nó phục hồi đi lên, và khi nó bùng nổ lên này anh chị thấy này nó vẫn có những cái trạng thái nó retest lại vùng hỗ trợ trước của nó trước khi nó nổ một nhịp nữa đúng không ạ? Thì nó sẽ đánh giống dạng như vậy, nên chúng ta cứ chờ đợi những cái điểm gọi là retest lại để chúng ta tham gia phía sau đối với mã phiếu SB này. Tiếp tục là qua dòng điện. Dòng điện thì em có chia sẻ nhà đầu tư con HDG rồi đúng không ạ? Thì hôm nay cũng tăng khá là tốt. Tại vì ở đây nó có mô hình chưa? Đây là mô hình gì ạ? Đây là mô hình cốc này và tay cầm. Trên xu thế cũng đã hình thành trên xu thế tăng này. Dòng tiền vào này đúng không ạ? Và yếu tố cân bằng khá là tốt. Và khi nó cân bằng như này anh chị thấy một cái trạng thái rũ bỏ, nhưng anh chị phải nhìn vào cung hàng của nó có lớn hay không. Rũ bỏ cạn cung, xuất hiện một phiên no supply 3, đầu phiên giảm điểm, vol thấp và đóng cửa gần như là thấp nhất phiên. tạo ra những yếu tố cạn cung cho cổ phiếu, và khi cổ phiếu cạn cung thì tổ chức họp kiểm nghiệm lượng cung một lần nữa, xuất hiện một phiên tích cung 3. Thì hôm nay là dòng tiền vẫn lên. Các anh chị thấy này, những cái phiên dấu hiệu cung cầu đều lặp đi lặp lại trong cái thời gian gần đây. Ví dụ như ở đây anh chị thấy này, trước khi xuất hiện một cái phiên gọi là breakout 3 thì nó luôn luôn xuất hiện dấu hiệu gì? Anh chị thấy này, đoạn này này nó cũng tương tự như đoạn phía trước này. Đây phía trước là cái dòng tiền vẫn lên này, yếu tố cân bằng này, một phiên nô đi 3 này, giảm điểm vol thấp, đóng cửa như là thấp nhất viên, sau đó là một phiên gọi là S cung 3, thì sau đó là breakout 3. Rồi đoạn này nó có tương tự như vậy hay không? Thì anh chị thấy này, nó cũng có những phiên gì nô đi 3 này, test cung này, thì sau đó là phiên nổ lên của nó này. Hay đoạn này nó cũng tương tự như vậy này, rũ bỏ cạn cung này, nô đi 3 này, test cung thì nổ đúng mà. Thì chúng ta nhìn quen chúng ta sẽ biết được trước khi những cái phiên nổ của nó hình thành, nó HDG, những phiên này là những điểm mua tốt nhất. Bây giờ nó gặp lại kháng cự chúng ta mua hay chúng ta bán, khi gặp lại kháng cự thì chúng ta mua được điểm này thì chúng ta cứ canh hàng về tương 3 chúng ta sẽ bán ra khi nó gặp lại những vùng kháng cự này. Còn bây giờ điểm mua mới thì HDG thì chưa có, phù hợp việc chốt lãi nhiều hơn. Tiếp tục là con BC1. BC1 thì điểm mua khuyến nghị là điểm mua ở đâu? Điểm mua những phiên tích cung như này, khi mua điểm này chúng ta cứ nắm giữ và chờ đợi gặp lại kháng cự thì chúng ta bán ra. Còn bây giờ điểm mua mới của nó đã qua thì cứ quan sát thêm. Tiếp tục là mã cổ phiếu như là con bao đi, bao thì nhìn chung đoạn này nó cũng cân bằng khá tốt, nhưng nhìn chung nó gặp lại kháng cự thì sẽ cần xa quay thêm. Hôm nay cũng có những lượt bán vào cuối phiên, thì chị thấy hai phiên sách A3 xuất hiện thì em đánh giá sẽ có một cái nhịp chỉnh để có thể tạo ra những độ cân bằng tốt hơn của nó, chúng ta mới có điểm mua mới, nên quan sát thêm đối với mã cổ phiếu bao. Tiếp tục là chúng ta đi qua những cái mã cổ phiếu của dòng chứng khoán đi. Dòng chứng khoán thì đi qua những mã cổ phiếu như BSI. BSI nhìn chung nó cũng cân bằng khá là tốt đúng không ạ? Và đoạn này dòng tiền đã vào này. Thì ở đây anh chị thấy này, yếu tố lũ bỏ những cạn cung như thế này thì chúng ta có thể là quan sát và nắm giữ thêm. Còn điểm mua mới thì đánh giá vùng này chúng ta vẫn có thể là cân nhắc để giải ngân thăm dò, và mục tiêu của nó sẽ hướng về vùng giá đâu khoảng là 32, nên quan sát thêm để có thể là giải ngân đánh T cộng với mã phiếu BSI vẫn được. BVS thì sao? BVS thì hôm nay nó cũng đã có những trạng thái cân bằng này, một phiên nô sập, một phiên tích cung, hôm nay cũng đã có dòng tiền đổ vào đánh lên, chúng ta cứ nắm giữ. Còn bây giờ điểm mua mới thì thực chất nó đã qua, tại vì nó gặp lại kháng cự đỉnh trước nên yếu tố điều chỉnh của nó dễ dàng sẽ xảy ra trong phiên tiếp theo để quay lại retest lại những vùng đỉnh trước của nó. Nếu chúng ta cứ chờ đợi retest thành công, chúng ta sẽ tham gia mua ở điểm sau. Còn bây giờ phù hợp việc chốt lãi. CTS thì ở đây nó cũng có một phiên bán ra, một phiên sit out, nhưng ở đây nó cũng có những trạng thái cân bằng trở lại được để có thể là đảo chiều quay lại xuống tăng. Và giờ nó gặp lại kháng cự thì em đánh giá cần sai quay trước khi nó bứt phá lên vùng giá cao hơn, thì chúng ta vẫn có thể nắm giữ được đối với CTS. HCM thì hôm nay nó vận động sideways, em chị thấy là vol của nó hơi lớn, sách A3 liên tục thì ở đây chưa điểm mua mới, chúng ta có thì nó cứ nắm giữ. Mà cổ phiếu như là con SHS thì biên của nó dao động khá lỏng lẻo, thì ở đây chúng ta chưa điểm mua, chúng ta cứ quan sát thêm đối với SHS. SSI thì dòng tiền cũng đã vào này, ở đây anh chị thấy này vol của nó cũng bắt đầu cạn lại dần, chúng ta vẫn có thể là nắm giữ và quan sát thêm. Còn bây giờ điểm mua mới của nó thì chúng ta phải chờ đợi cho nó sideways thêm ít nhất khoảng là 4-5 phiên nữa, rồi chúng ta sẽ tham gia những điểm mua nó sẽ an toàn hơn. VCI thì nó tăng trước thì nó sẽ điều chỉnh trước, nên đoạn mã phiếu này chúng ta chưa điểm mua, có thì chúng ta cứ canh chốt lại và quan sát thêm. Mã phiếu này dễ dàng tạo ra một đỉnh hay hai đỉnh nên chưa điểm mua mới, hoặc là canh bán ra bớt. VND ở đây dòng tiền vào này, nó gặp lại cái cản trước này nên sẽ cần sideways thêm này. Ở đây sách A vol cũng lớn nên bây giờ chúng ta cứ quan sát và nắm giữ, điểm mua mới thì chưa có đối với VND. Tiếp tục là dòng bất động sản thì nó vận động cũng sideways gần đây khá là ổn, giống như con HDC này, trên xu thế là trên xu thế tăng này, dòng tiền cũng đã vào này, sách A3 này, một phiên nô sập, một phiên tích cung, thì đây là điểm mua chính đối với con HDC. Nên nhà đầu tư là mình có cái nắm giữ, cũng mua mới đánh giá điểm mua này vẫn là những điểm mua an toàn để chúng ta tham gia, và kỳ vọng đối với mã phiếu này nó sẽ đánh vượt đỉnh và tiến về mục tiêu đâu khoảng là vùng giá đó khoảng là 58 và 60 trong thời gian sắp tới. Tiếp tục là DIG. DG nhìn chung đoạn này nó cũng cân bằng khá tốt này đúng không ạ? Đây cái điểm cân bằng nó này cũng có một phiên sit out này và bắt đầu phục hồi vol cũng tương đối bé, thì đoạn này chúng ta vẫn có thể nắm giữ. Ở đây cũng có dòng tiền vào thì kỳ vọng mã phiếu này nó sẽ có một nhịp nổ lên để tiến về vùng đâu khoảng là 49-50, nó đánh T cộng đối với DIG đánh giá vùng giá 40.7 vẫn có thể tham gia đến T cộng được. Tiếp tục là mã cổ phiếu sell. Sell thì đoạn này nhìn chung ấy nó đang có những phiên sit out 3 với vol lớn như thế này thì nó sẽ cần những trạng thái retest lại vùng đáy trước của nó, thì kỳ vọng nó sẽ quay lại retest vùng 35-36%, chúng ta sẽ tham gia được sắp tới. Còn bây giờ điểm mua mới đối với sell thì chưa có. DXG sao? DXG nó cũng xuất hiện một phiên set out này, hai phiên set out, thì nhìn chung ở đây thấy hai phiên set out chúng ta sẽ bán ra chứ điểm mua mới chưa có, đánh tương tự như con BVH á. Set out 3 là gì? Đây anh chị thấy này, nó tăng điểm vào đầu phiên nhưng cuối phiên lại giảm điểm đúng không ạ? Tăng điểm đầu phiên nhưng cuối phiên giảm điểm thì nó sẽ có một cái nhịp điều chỉnh đủ lớn như này đúng không ạ, để quay lại retest hỗ trợ trước của nó trước khi nó bật tăng trở lại. Nên đối với những mã cổ phiếu như con sell hay là con DG, chúng ta cứ canh hạ ra bớt. Khi nào nó chỉnh về đường MA 20 hoặc là nó quay về vùng giá 25-26, nó hướng lên chúng ta sẽ tham gia trở lại. Còn bây giờ chưa điểm mua đối với mã cổ phiếu DG. Tiếp tục là mã cổ phiếu như là con HTN, hôm nay cũng tím này, nó cân bằng khá là tốt. Thì nhìn chung ấy, cổ phiếu nó sẽ bắt đầu nó chạy theo dòng của nó. Để đối với mã phiếu này, nền tảng trên nền tảng nó chạy rồi thì đánh giá dòng bất động sản sẽ còn chạy thêm một nhịp nữa. Nên mình lưu ý mình nắm giữ thêm đối với dòng bất động sản, quan sát thêm đối với HTN. Còn bây giờ điểm mua mới của nó thì chưa có. Còn những mã cổ phiếu như con Nam Long hiện nay cũng bắt đầu nó hướng lên cũng khá là đẹp này, trên line cũng là trên line tăng. Khi anh chị nói những cái đáy của nó lại với nhau này, đáy sau cao đáy trước này, bây giờ nó gặp lại kháng cự thì sẽ cần sẽ quay. Điểm mua mới chưa có. KDH thì đoạn này nó cũng khá là đẹp khi rũ bỏ hai yếu tố cạn cung xảy ra, hôm nay cũng là test cung nên kỳ vọng sẽ tiếp tục hướng về vùng giá khoảng 40 và 41. Còn bây giờ đánh giá mã phiếu này nó cũng tương đối nặng thì chúng ta quan sát và nắm giữ thêm. À, đánh thì chúng ta sẽ đánh DIG hoặc là đánh HDC, nó sẽ nhanh hơn so với việc mà chúng ta đánh những mã cổ phiếu như KDH. SCR thì sao? SCR thì vùng này nó cũng dao động cho nó lỏng lẻo, chúng ta có nhiều thêm, dòng tiền cũng chưa vào quyết liệt lắm. Tiếp tục là mã cổ phiếu như là con DLH đi. DLH thì đoạn này nhìn chung ấy nó dao động cũng lỏng lẻo này, nhưng mà mẫu hình của nó là một đá, hai đá, ba đá này, dòng tiền vào chúng ta vẫn có thể nắm giữ được. Giảm điểm thì con cũng bé, thì chúng ta cứ quan sát xem nó cân bằng ở giai đoạn phía sau chúng ta mới tham gia. Còn bây giờ chưa điểm mua mới. Còn những mã phiếu như Nam Từ Liêm thì sao? Nam Từ Liêm thì nhìn chung đoạn này nó cũng có dòng tiền vào đánh lên, yếu tố sách ao con cũng bé, nhìn chung hôm nay nó cũng là một phiên sách ao nữa nên chúng ta cứ quan sát thêm. Điểm mua mới thì chưa có đối với Nam Từ Liêm, thị trường nó phân hóa khá là rõ rệt nên từng dòng nó sẽ có những cái sự vận động khác nhau, và trong từng dòng đó các mã cổ phiếu nó lại vận động khác nhau và nó chưa có sự đồng thuận với nhau. Nên chúng ta đoạn này chúng ta phải quan sát và lựa chọn những điểm mua sao cho hợp lý. Nếu giải ngân đến tay cộng thì chúng ta chỉ đánh với những cái chỉ chồng thấp, tại vì thị trường nó gặp lại những vùng cản trước, giống như cổ phiếu này chúng ta mua ở đây chúng ta cũng chưa biết lên hay là xuống đó mà, và ở đây nó gặp lại cản. Nếu mà nó hấp thụ lượng cung tốt ấy từ đó mới bắt đầu nó đánh lên, nên chúng ta cứ tùy theo những cái trạng thái của cổ phiếu chúng ta đầu tư sao cho phù hợp. Tiếp tục qua dòng bất động sản khu công nghiệp thì chúng ta sẽ đi qua những mã cổ phiếu như là con HSC. HSC thì những điểm mua chính của nó là điểm mua ở đâu à? Thì ở đây là những điểm mua chính của nó này, thì bây giờ mua ở đây thì chúng ta cứ nắm giữ thêm. Vùng này cũng cân bằng khá tốt này, hôm nay nó giảm điểm, hôm nay nó mặc dù nó sideways nhưng mà nó cũng không có những cái sự gia tăng khối lượng, chúng ta cứ nắm giữ thêm. Nó là phiên nô điện 3 báo hiện trạng thái cân bằng hơn cho cổ phiếu, là những phiên tăng điểm nhưng mà cái volume của nó bé thì báo hiệu những trạng thái chỉnh lại đã tăng. Giống như phiên nào, ví dụ như ở đây chị thấy này, khi mà nó đang tăng điểm đúng không ạ, đây nó tăng điểm nhưng mà chị thấy này, những cái phiên tăng điểm nhưng mà chị thấy cái volume của nó như nào, bé hơn volume phía trước. Ở đây này các chị thấy càng tăng điểm mà volume của nó càng bé hơn thì sau nó sẽ bắt đầu chỉnh lại đà tăng, nó sẽ cân bằng lại như này. Hoặc là chị thấy nó tăng điểm như ở đây, nó bắt đầu xuất hiện phiên gọi là nô điện 3 thì nó sẽ báo hiệu cho cổ phiếu nó cân bằng trở lại trước khi nó chạy tiếp đúng không ạ. Đoạn này đánh giá con SDC sẽ cần cân bằng thêm. KBC hôm nay lại điều chỉnh do gặp lại cản trước thì vùng này nó sẽ cần tích lũy và sideways, điểm mua mới cũng chưa có. IDC nó cũng bị bán một cái phiên, nhìn chung ở đây nó cũng tạo ra một cái mô hình đảo chiều khá là xấu thì chúng ta cứ nắm giữ thêm hoặc là chúng ta canh chốt lại bớt. Còn điểm mua mới chưa có. Tiếp tục là mã cổ phiếu như là VGC. VGC nhìn chung những điểm mua mới có là những điểm mua nào ở dưới đây là điểm mua mới này. Còn bây giờ lên đây thì chúng ta cứ quan sát chờ đợi nó quay lại vì test vùng đỉnh trước của nó thành công, ta sẽ tham gia. Còn bây giờ vẫn chưa điểm mua đối với VGC. Tiếp tục là chúng ta sẽ đi qua những cái nhóm ngành của dòng thủy sản đi, dùng bán lẻ đi. Bán lẻ hôm nay cũng chạy khá là mạnh như Digi World này. Digi World chị nhà đầu tư nào có tham khảo mà video của em thì mua được những điểm mua khá là tốt đúng không ạ. Đây là điểm mua của những mẫu hình Island Reversal, em khuyến nghị ngay điểm này. Còn như hàng về thì bây giờ cũng lãi đâu khoảng là trên 16%. Nhà đầu tư được mua được điểm này thì cứ nắm giữ hoặc canh chốt lãi bớt theo chiều tăng của nó. Và kỳ vọng đối với Digi World, mục tiêu của nó sẽ hướng về vùng giá đâu khoảng là 72.4, tại vì vùng gáp trước của nó sinh ra và nó chưa lấp lại thì sẽ kỳ vọng nó quay lại lắp gáp này. Nhà đầu tư mình chú ý khi mà lên đến những này chúng ta canh chốt lại. Còn bây giờ điểm mua mới đối với Digi World thì chưa có. FLT cũng khuyến nghị những điểm mua khá là tốt. Điểm mua nào đây? Điểm mua tích cung khi nó bứt phá vào những cái đường trend line giảm điểm của trung hạn của nó này, bắt đầu tạo ra mối này một đáy hai đáy này thì đây là điểm tích cung để chúng ta tham gia này. Và khi nó break lên thì chúng ta gia tăng, thì nhà đầu tư mua điểm này thì chúng ta cứ nắm giữ. Còn bây giờ điểm mua mới của nó thì chúng ta chưa điểm mua, chủ yếu chúng ta sẽ canh chốt lại tại vì nó gặp lại cái vùng cản trước của nó. Tiếp tục là con FPT, điểm mua của nó điểm mua nào? Đây là những điểm mua khuyến nghị nên anh chị có thể là mở những cái video trước lại xem. Em có khuyến nghị rất nhiều về dòng bán lẻ, về FPT này, FLT, Digi World hoặc là con MWG. Khi có những dấu hiệu tích cung thì nhà đầu tư là mình mua được ở những phiên dưới đây thì xin chúc mừng. Còn bây giờ nó lên trên cao thì chúng ta canh chốt lại, chứ ở đây không còn điểm mua mới đối với FPT. MWG nó cũng tương tự như vậy. Điểm mua chính của nó điểm mua đâu? Đây là điểm mua test cung này đó mà. Những lúc khuyến nghị trong với FPT thì nhà đầu tư mua được điểm này thì xin chúc mừng. Còn bây giờ nó lên tới đây rồi thì chúng ta sẽ không tham gia mua mới nữa, thì chúng ta sẽ canh chốt lại dần theo chiều tăng. Mục tiêu của con MWG nó sẽ về giá đó khoảng là 69 và 70. Tiếp tục là chúng ta sẽ đi qua những cái nhóm ngành của dầu khí đi. Dầu khí thì hôm nay cũng BVD cũng bật tăng, những gặp lại cản thì cần sẽ quay thêm. Nhìn chung dòng tiền đã vào nên giá vùng này sẽ cần tích lũy khoảng là 4-5 phiên trước khi có một nhịp quay về lắp gáp của nó là vùng giá 20 và 21. Nên nhà đầu tư mình chờ đợi những tố cân bằng thêm, ít nhất cái vol của nó cạn dần đi, chúng ta sẽ có điểm mua mới để chúng ta đánh tới cộng được đối với BVD. BVC đoạn này nó cũng tương tự như BVD, nhìn chung nó cũng có dòng tiền vào này, cân bằng khá tốt này, nhưng biên độ dao động của nó hơi lủng lẻo, thì chúng ta sẽ kỳ vọng nó cân bằng đâu khoảng là 4-5 phiên rồi cái yếu tố của nó cạn qua lại chúng ta sẽ có điểm mua. Còn bây giờ vẫn chưa điểm mua mới đối với BVC. BVS thì ở đây mẫu hình là 1 đáy 2 đáy 3 đáy đó mà, nó cũng cân bằng khá tốt. Nhìn chung vùng này nó cũng gặp lại kháng cự thì chúng ta sẽ canh chốt lại dần theo chiều tăng. Còn bây giờ cái điểm mua mới đối với BVS cũng chưa có luôn. BR thì đoạn này nó cũng sideways khá là tốt này, hôm nay cũng xuất hiện một cái phiên gọi nô điện 3 thì nó sẽ báo hiện trạng thái cân bằng thêm, và trước khi nó rơi thì đánh giá nó sẽ có một nhịp nổ để hướng vào giá đó khoảng là 28 và 29 thì canh nhịp nổ lên chúng ta bán. Còn bây giờ điểm mua mới thì chưa có đối với BR. GAS cũng là những cái điểm chúng ta canh chốt lại bớt. Còn bây giờ điểm mua mới đối với mã phiếu GAS thì chưa có. Dòng thép HBG thì sao? HBG nó vẫn sideways đáy này, dòng tiền vào này yếu tố rung lắc cạn cung cũng khá là đẹp. Hôm nay cũng xuất hiện nô điện 3 thì cứ chờ đợi thêm những phiên phía sau, nếu nó cân bằng đủ chúng ta sẽ tham gia mua mới được. Còn bây giờ điểm mua mới đối với HBG thì chưa có. HSG đoạn này dòng tiền cũng đã vào nhưng gặp lại cản trước này, nên nhà đầu tư mình có thì chúng ta cứ nắm giữ, canh chốt lại dần. Còn điểm mua mới cũng chưa có đối với HSG. Nam Kim nó cũng gặp lại cản đúng không ạ, thì chúng ta cứ quan sát và nắm giữ thêm. Còn bây giờ cái điểm mua mới với Nam Kim thì chúng ta cứ chờ đợi yếu tố cân bằng, nhất khoảng là 3 phiên hoặc là retest lại vùng giá 20 thành công, chúng ta sẽ tham gia đằng sau. Tiếp tục là chúng ta đi qua những cái mã cổ phiếu của dòng vật liệu xây dựng. Đầu tiên là con HBC vận hành như thế nào. HBC thì khả năng dễ dàng tạo ra mẫu hình này một đỉnh, vào đây khả năng sẽ là đỉnh số 2 của nó. Nếu mà ngày mai nó gãy của vùng giá đó khoảng là 21 thì chúng ta sẽ canh, chúng ta hạ ra luôn. Còn bây giờ điểm mua mới của nó chưa có, tại vì cái nền của nó chỉ thế này, nó siết chặt nhưng mà nó khá là lỏng lẻo, nó dao động với những biên độ khá là hẹp. Sách A liên tục đúng mà, đây sách A liên tục giống như đoạn này, như thế này cái nền của nó này nó xuất hiện sách A liên tục này đó, thì nó bắt đầu có những nhịp chỉnh. Hay đoạn này như thế này nó tạo ra nền này, sách ao này liên tục thì sao nó có nhịp điều chỉnh đúng mà. Nên trong ở đây chúng ta quan sát thêm đối mặt cổ phiếu HBC giữ điểm mua mới. CTD thì nó vận hành cũng như ấy, nó gặp lại cản thì chúng ta cứ quan sát thêm. Vùng này cũng cân bằng cản cung, nếu những phiên phía sau nó cân bằng ấy mà nó rút chân lên được và cân bằng được ấy, hai đáy đây này nó chỉnh vào đây nó rút chân lên thì chúng ta sẽ tham gia được phía sau. Còn bây giờ điểm mua mới đối với CTD cũng chưa có. Tiếp tục là con C4G, C4G nhìn chung nó gặp lại cản thì cần sẽ quay, nhưng ở đây vol cạn chứa dòng tiền thoát ra chúng ta vẫn có thể nắm được. Còn muốn tham gia mua mới thì đánh giá những cái phiên phía sau ấy, nó cần test cung chúng ta sẽ tham gia được đối với C4G. Tiếp tục là FCN, FCN thì đoạn này cũng có một phiên set A3 này, nó cũng cân bằng, vol cũng khá là thấp này, thì chúng ta cứ nắm giữ thêm, xem những phiên phía sau nó test cung thì chúng ta tham gia. Còn bây giờ chưa điểm mua mới đối với FCN. Còn những mã cổ phiếu như HUT thì sao? HUT thì trong đoạn này nó có một cái vol bán khá là lớn, thì khả năng nhịp này là nhịp rũ, nếu nó rũ thành công ấy và bắt đầu nó về đường MA 20 và đường về vùng giá 27 ấy, bắt đầu nó hướng lên thì chúng ta sẽ tham gia. Còn bây giờ điểm mua mới với HUT cũng chưa có. Tiếp tục là mã phiếu như LCG này, LCG thì cũng cân bằng này, nó gặp lại cản thì cần sẽ quay thêm, ở đây một phiên set out này, hai phiên set out, chúng ta cứ chờ đợi nó cân bằng mới có điểm mua mới. Còn bây giờ điểm mua mới đối với LCG cũng chưa. Còn những mã cổ phiếu như con HT1 thì sao? HT1 thì đoạn này nó dao động cũng tương đối lỏng lẻo, thì phiên hôm nay là một cái phiên gọi là no supply 3. Nếu cái phiên ngày mai nó xuất hiện một phiên test cung 3, một phiên đóng cửa như là cả những phiên chúng ta sẽ tham gia. Còn bây giờ cái điểm mua mới đến mã phiếu HT1 thì chưa có. Tiếp tục là những cái mã cổ phiếu KSB. KSB cũng là một phiên no điện 3, nó báo hiện trạng thái cân bằng hơn. Giống như đoạn nào ví dụ như khi mà nó tăng lên đây, tạo hai đáy xuất hiện nô điện 3 này, chị thấy nó sẽ tạo ra cái biên sideways rất khó chịu, chúng ta cứ chờ đợi nó cân bằng thêm chúng ta mới có điểm mua. Còn bây giờ điểm mua mới đối với KSB cũng chưa có. Tiếp tục là những mã cổ phiếu như là dòng bảo hiểm đi. BMI thì hôm nay nhìn chung đây là một đáy hai đáy lên này, dòng tiền vào này, ở đây nó cũng xuất hiện trạng thái cân bằng khá tốt, thì anh chị thấy xuất hiện 3 phiên tích cung, thì đây là điểm mua đối với BMI này đó, điểm mua quanh vùng giá 29.7, mục tiêu của nó sẽ hướng về vùng gáp là vùng giá đó khoảng là 31 và 32. Đánh ngắn thì đối với BMI đánh giá nó sẽ có một cái nhịp tăng lên vùng giá đó. BVI thì cái độ này nó dao động hơi lỏng lẻo, nó mang trạng thái bao cung nhiều hơn, chúng ta cứ nắm giữ. Điểm mua mới chưa có đối với BVI. BVH thì ngày mai khả năng ấy nó điều chỉnh thêm một nhịp nữa. Đây nó điều chỉnh về vùng đáy khoảng 5-6 chân lên, đó là những điểm mua tiêu chuẩn đối với VH, nên nhiều tư là mình có cứ nắm giữ hoặc là canh những cái điểm tích cung. Ngày mai là những điểm chúng ta mua chính đối với BVH được. MG thì nó cũng sẽ quay lại điều test đáy xong đó phục hồi đi lên là những điểm mua của nó. Còn bây giờ chúng ta vẫn có thể nắm giữ tại vì nó hình thành mẫu hình VCB thu hẹp khá thành công đúng không ạ? Đây đang hình thành mẫu hình VCB thu hẹp này, nên chúng ta cứ chờ đợi cái mẫu hình thành công chúng ta sẽ tham gia. Thì dòng bảo hiểm thì có BMI đẹp hoặc là BVH cũng tương đối ok, chúng ta sẽ chú ý động tới được. Thì nhìn chung ấy, em cũng đã đi sơ lược qua dòng thị trường để nhà đầu tư mình có thể là tham khảo và có những góc nhìn khách quan nhất về thị trường. Thì đoạn này thị trường chúng ta nó cũng đã có những phiên sách out 3 vol lớn. Thì anh chị thấy hầu như khi mà thị trường chúng ta xuất hiện từ 3 đến 5 phiên sách out ấy, ví dụ ở đây trước khi nó rơi một cái nhịp mạnh như thế này thì xuất hiện bao nhiêu phiên sách out này? Điểm này một phiên này, hai phiên này, ba phiên thì nó sẽ rơi. Ở đây nó mới chỉ một phiên thôi đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ quan sát xem những phía sau nó có dao động lỏng như vậy không. Nếu ví dụ như nó lên trên vùng gọi là 1280 đi, sau đó bị bán đảo chiều xuống, nó tạo ra một cái thanh ba như thế nào? Nó tạo ra một cái thanh ba đảo chiều ấy. Ví dụ như ở đây đi, em vẽ ra cho đầu tư mình dễ hình dung. Ví dụ như nó tạo ra thanh ba như thế này thì chúng ta sẽ canh, chúng ta hạ ra khi nó tăng lên như thế này. Đó. Hoặc là nó xuất hiện những cái phiên thanh ba đóng cửa ở dưới như thế này đi thì chúng ta cũng sẽ canh hạ ra, tại vì nó cũng là phiên xuất A3 nhưng cái vol của nó lớn, thể hiện đang có những trạng thái bị phân phối. Thì chúng ta cứ quan sát những cái phiên thanh ba đó để chúng ta hạ ra theo chiều tăng của thị trường. Nên ta lưu ý quản trị rủi ro đoạn này. Cảm ơn nhà đầu tư đã lắng nghe video. Và nhà đầu tư nào mình còn thắc mắc gì thì mình có thể là comment ở dưới video này để em có thể là hỗ trợ nhà đầu tư mình một cách tốt nhất.